Trong khi Đia Chân Khô và Phạm Trung Hiếu còn chưa áp sát khu 16m50, Vinh Nghiêm Xuân Tú đã thực hiện một pha căng ngang vào phía trong hơi thiếu lực một chút. Tô Văn Vũ, Anh Đức, lại là Tô Văn Vũ. Rất nguy hiểm, tỷ số được mở dành cho BK Bình Dương. Người ghi bàn đó là Nguyễn Trần Việt Cường. Rất bất ngờ, phút thứ 88 và BK Bình Dương đã vươn lên dẫn trước. Một pha dứt điểm từ khá xa của Nguyễn Trần Việt Cường. Trước đó thì Xuân Hùng đã trượt chân. Trọng tài Nguyễn Trung Kiên B không thổi phạt đối với Nguyễn Trần Việt Cường. Một thế trận giằng co và cuối cùng thì BK Bình Dương đã là những người vươn lên dẫn trước với pha sút xa của Nguyễn Trần Việt Cường. Bóng đi rất dệt và sát khu vực 16m50 khiến cho thủ môn Nguyễn Hải Anh bó tay. Bóng đi sát sát cột dọc và khống chế tốt và xoay người dứt điểm rất nhanh của Nguyễn Trần Việt Cường. Bóng đi qua hai chân của Xuân Hùng. Khi mà trận đấu mới chỉ diễn ra được có 20 phút. Cú lê Fabio Samson không ghi bàn và ngay lập tức đó là câu trả lời của các thủ sân A Khánh Hòa biển Việt Nam. Quy luật của bóng đá khi có cơ hội không ghi bàn thì ngay lập tức sẽ phải trả giá. Một giây phút hớ hênh của các cầu thủ phòng ngự Quảng Nam và đã phải trả giá bằng bàn thắng của Fabio. Fabio sau rất nhiều lần bỏ lỡ cơ hội thì cũng đã có một pha dứt điểm chính xác, nhưng phải kể đến công rất lớn thuộc về Yusuf Toure trong pha bóng vừa rồi. Duy Khánh rồi Lucas Rocha đã không kiểm soát tốt Toure. Bên trong thì anh Hùng cũng bị hút người. Toure mặc dù khá cồng kềnh nhưng đã có một pha xoay sở và xử lý bóng rất gọn gàng. Rất nguy hiểm. Và ở những phút bù giờ đầu tiên thì Sài Gòn tiếp tục lại có một siêu phẩm và người đã thực hiện cú đá vừa rồi là Ngô Xuân Toàn. Đúng là Sài Gòn đã không ghi bàn thì thôi, ghi bàn phải là siêu phẩm. Đặc biệt là trong trận đấu này, họ đã hạ gục Thanh Hóa bằng những giây xuất thần của các cá nhân. Và đáng mở tỷ số là một cú sút xa tuyệt đẹp của Văn Ngọ, còn vừa rồi là một cú ra chân cực nhanh của Ngô Xuân Toàn. Không phải là Hữu Sơn các bạn ạ, người thực hiện là Ngô Xuân Toàn. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Tiếp tục là một tình huống trả ngược ra và một pha băng lên tung ra và ép mù rất nhanh của Ngô Xuân Toàn. Cú đá nửa nảy của Ngô Xuân Toàn vô cùng chính xác và nó găm thẳng vào góc cao khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Tô Vĩnh Lợi chỉ kịp đứng yên và nhìn theo bóng thôi. Mario thì xin phép trở về nước và chưa kịp trở lại. Lê Văn Thắng bấm mặt do án phạt 3 thẻ vàng.
Và đây là tình huống tấn công đầu tiên của cầu thủ Sài Gòn. Cú đá từ rất xa đã có bàn thắng cho Sài Gòn. Bàn thắng diễn ra ở 1 phút 20. Bàn thắng tuyệt đẹp. Người ghi bàn cho các cầu thủ Sài Gòn là Nguyễn Văn Ngọ. Bàn thắng có thể nói là thực sự là một siêu phẩm, nó làm bất ngờ tất cả những ai đã có mặt ở trên sân ngày hôm nay. Đây là niềm vui của Văn Ngọ và huấn luyện viên trưởng Thành Công. Cô Vinh Lợi sững sờ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhiều khán giả chưa kịp tìm được chỗ ngồi ở trên sân động Thống Nhất thì họ đã được chứng kiến bàn thắng đầu tiên của trận đấu này, một bàn thắng rất đẹp của Văn Ngọ. Chúng ta hãy cùng xem lại quả bóng này một lần nữa. Petro giả bóng ngược lên và Văn Ngọ từ tuyến dưới băng lên thực hiện một cú đá mù sấm sét. Bóng đi căng như kẻ chỉ và đột vào góc cao tay trái dành cho thủ môn Tô Vinh Lợi. Tô Vinh Lợi bay dưới hết cỡ nhưng không thể dưới tay bóng. Nguyễn Thành Công, huấn luyện viên không thường xuyên lộ cảm xúc, bóng đá phải ăn mừng